Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn rút 10 đồng tóc cần TPKT. Trước kia mình đã trên kênh mình đã từng hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia dán này các bạn. Đến lấy sàn chất web. Thì link dự án cũ mình có để và link support mình để dưới phần link mô tả các bạn. Rồi các bạn việc mở cái link form của mình ra nha các bạn. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn chỉ việc trong đầu thì các bạn điền họ và tên của mình nha các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn. Rồi đây thì liên kết hồ sơ theo Word thì các bạn mở trang theo Word của tất cả các bạn ra nha các bạn. Trước kia các bạn theo dõi tại Twitter nào thì các bạn vào công bố Telegram các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi chấp nhận hay như tạm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. À dán không dính luôn các bạn ơi. Các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Dán nè. Máy mình bị gì các bạn ơi. Hết dung lượng. Bực bội thiệt. Và các bạn dán cái dòng theo Word của bạn. Rồi đây là liên kết hồ sơ Facebook, đường link Facebook của trang cá nhân của tất cả các bạn các bạn. Rồi cái tổng số TPT các bạn kiếm được thì các bạn chỉ việc mở cái đây bóng dạng các bạn thì các bạn bấm vào một khen các bạn. Các bạn bấm vào mục candy nè các bạn. Thì các bạn update là đường link YouTube của mình các bạn. Nếu yêu cầu gì thì các bạn làm lại nấy các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance nè. Thì các bạn check số tốc cần số dư của tất cả các bạn. Đây là mình được 50 tốc cần TPT nè các bạn. Rồi đây là địa chỉ của mình. Thì thông tin như đây các bạn copy các bạn sang qua các bạn. Để mình copy cái địa chỉ TPT lại cái này. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Copy địa chỉ TPT mình lần nữa. Rồi mình số dư mình được 50 tốc cần TPT. Các bạn bấm vào balance thì các bạn sẽ gặp số dư của mình nha tất cả các bạn. Rồi đây thì số. Rồi bấm bắt vào đây nè. TPT là thì dán địa chỉ vào, còn tổng số kiếm được thì các bạn được bao nhiêu thì các bạn ghi vào các bạn. Mình thì được 50 này, mình ghi 50 nữa các bạn. Các bạn có được bao nhiêu thì các bạn ghi vào các bạn. Ở đây số điện thoại thì các bạn ghi vào cộng 84 nha các bạn. Bỏ không đầu 3299 31577 3299 31577. Rồi các bạn nhấp vào mục chọn nha các bạn. Bạn chọn đúng. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Các bạn chọn đúng nha các bạn. Rồi đây thì hỏi nếu bạn hãy nêu rõ về suy nghĩ và cải thiện dự án của tôi như thế nào, bất kỳ lời khuyên nào thì các bạn mở cái Google dịch ra các bạn. Hoặc các bạn có thể bỏ luôn cũng được các bạn. Đây thì mình điền thông tin cho đầy đủ luôn. Dạo gì các bạn. Đây thì mình có lời khuyên mình ghi đại các bạn. Tôi hy vọng tôi cần TPT list sàn chất web giá cao. Giá cao trên sàn chất web. Và các bạn trở về một cái link form hỏi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt vô đây nè các bạn. Swap you. Hoặc có thể các bạn có thể ghi cái dòng chữ gì cũng được chứ các bạn. Rồi một bắt nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm nút gỡ nha các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn rút cái đồng tốc cần TPT này cũng đến đây cũng kết thúc nha các bạn.
hoặc có thắc mắc thông tin gì mình sẽ cập nhật sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.